Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào căn nhà thứ hai. Ladies and gentlemen, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh vlog của Hen. Alo, đã quay lại với kênh YouTube của Hen. Hello. Hi, đây nhà Hen này. Welcome to my house. Ngày hôm nay Hen sẽ làm một ngày gọi là khám phá nhà của Hen cho tất cả mọi người được xem. Có rất nhiều bạn đặt cho Hen một câu hỏi rằng tại sao lúc thấy Hen ở nhà sàn, lúc thấy Hen ở nhà hiện đại là sao, là chị Hen đã về Sài Gòn rồi hả? Hay là sao ạ? Em không hiểu khúc này, em thắc mắc lắm chị ơi. Các bạn hỏi cái câu đó, hỏi cái câu đó rất là nhiều luôn. Nhưng mà xin chia sẻ với tất cả mọi người là nguyên cái khu vườn mà ông bà nhà Hen đã để lại cho mẹ của Hen với lại dì của Hen thì trong vườn này có hai cái căn nhà, một cái nhà sàn và một cái nhà hiện đại. Và Hen sẽ bắt đầu chia sẻ về cái nhà hiện đại bên này cho mọi người nhé. Và nhà này tụi Hen đã có phân biệt hai cái tên cho nhà này. Gia đình của Hen đã phân biệt hai cái tên ở nhà này, đó là ở trên nhà sàn được gọi là nhà trên và ở đây gọi là nhà dưới. Với căn nhà này là đây là một căn nhà gọi là cấp 4 mà ba mẹ Hen đã xây khoảng tầm là Hen học lớp 10. Thì trong cái thời gian đó là với căn nhà này Hen nghĩ rất là nhiều kỷ niệm, gọi là cả thanh xuân, cả một cái quãng đời rất dài của ba mẹ Hen dành dụm để có được cái căn nhà này. Mẹ Hen kể là mẹ Hen đã bắt đầu dành cái tiền. Mẹ Hen là một người rất là thú vị luôn, rất là biết tiết kiệm luôn, tức là biết tiết kiệm từng giai đoạn luôn á. Tại sao Hen lại có một cái suy nghĩ là gọi là không xây cái nhà mới mà lại sửa cái nhà này, sửa sang nó tốt hơn? Bởi vì là lúc mà mẹ Hen xây cái nhà đó là gọi là vét hết tất cả các tài sản luôn. Thì mẹ Hen có một cái dây chuyền đeo trên cổ. Hen chở mẹ Hen lên phố để bán cái dây chuyền đó. Thì mẹ rất là buồn. Mà lúc đó kiểu như là không có nhiều tiền để lựa được cái gạch tốt. Mẹ Hen lựa một cái gạch bình thường. Nhưng mà khi mà lắp vô nhà mẹ thấy nó xấu quá, buồn quá. Lúc đó mẹ khóc. Khi nào mẹ có tiền, dành được tiền nữa thì mẹ sẽ đổi lại cái nền của nó. Tức là sau khi xây cái nhà đó xong là nghèo luôn. Người ta nói là mình phải khi mà xây nhà mình có hai mình vay một, nhưng mà nhà Hen thì hầu như là có một vay hai, nên là xây nhà xong trả nợ mắc mệt luôn. Chúng ta không ngồi ở đây lâu nữa, trời đã tối rồi, ta phải vào nhà. Đợi em tí, chạy vô bật đèn. Xin mời vào nhà. Đấy, đây chính là nhà sửa của nhà Hen. Phải dùng là nhà Hen nhé, không phải là nhà của Hen đâu nha. Tại nhà này là nhà của ba mẹ Hen và là nhà của gia đình Hen á. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ chia sẻ. Đầu tiên nhà Hen là có hai cánh cửa lớn, đó là cánh cửa bên này và cánh cửa bên này. Thì Hen là kiểu như là làm theo sở thích thôi, chứ không có tính toán gì cả. Ví dụ như là cái cửa bên này, đây là hai cánh cửa nó đã có từ xưa rồi. Và thầu bảo Hen là phải thay cái cửa này đi, tại vì nếu mà thay cái cửa này thì sẽ có cái cửa đẹp hơn. Nhưng mà cái cửa này thực sự á mọi người ơi, là hồi xưa nhà Hen có một cái rẫy, và rẫy trên rẫy nhà Hen có một cây rất là to. Làm cái nhà này á, để giảm cái chi phí xuống, nhà Hen mới chặt cái cây đó và để cái cửa này. Nên là Hen muốn, không muốn bỏ nó đi. Mặc dù anh thầu bảo là phải để lại cái cửa mới thì nhìn nó sẽ đẹp hợp với nhà này hơn, nó hiện đại hơn. Nhưng mà không. Bây giờ là đây là không gian phòng khách của nhà Hen. Với không gian phòng khách này là gồm có, đây là cái cửa, như Hen nói là hai cái cửa ha. Đây là một cái cây, Hen thích là gọi là nhà mình có rất là nhiều cây, thiên nhiên như vậy. Góc này thì nhà ngồi xem phim, chiêu chiêu một tí, ấy da, ui, hơi đau á, không có mềm lắm. Mua hơi ghẻ, không có mắc. Đó, cái khung, đây là cái chỗ mà để tivi. Mấy cái này là nhờ mấy anh thiết kế cho mình. Ở đây thì Hen để những cái gọi là kỷ niệm chương, những cái giải thưởng mà Hen có. Hai năm qua mà Hen nhận rất là nhiều giải thưởng khác nhau. Một số là Hen để ở thành phố Hồ Chí Minh,
và chỉ có một số Hen đem về đây thôi. Đó, đây là một cái không gian của nhà Hen. Đấy, đây là một cái không gian của cái phòng khách. Cái đặc biệt so với nhà cũ đó là Hen đã đập ở đây trước kia là cái phòng ngủ của dì của Hen. Đấy, đây là một bộ bàn ghế. Bộ bàn ghế này cũng là một cái cơ duyên đến với mình á. Cái này là không phải là nguyên khối đâu mọi người ạ. Nó là nối ba cái miếng gỗ khác nhau á. Ở dưới, nhìn xuống dưới đây mới thấy nó rất là xấu. Nên là đừng có nhìn ở trên này thôi cho nó đẹp. Cái gỗ này, cái bàn này là cái chú đó làm cho khách nào á, mà cái khách nó không lấy nữa, người ta chê. Cái xong thấy ba nói xong rồi thấy tội nghiệp, cái xong lấy về. Bộ này rất là rẻ luôn. Và tăng. Đây là một cái không gian mà Hen cảm thấy mê mẩn và rất là yêu thích, mặc dù là Hen chưa có bật bếp lần nào hết. Nhưng mà Hen rất là thích một cái design rất là hay ở đây. Hen để một cái chi tiết gọi là hơi giản dị, nó có cái nét truyền thống, những cái màu sắc của người đồng bào, nó hơi tối tối. Đây là một cái design mà bên Brem họ đã chia sẻ với Hen, làm cái bếp kiểu này nó nhìn nó rất là hiện đại mà nó mang cái sự gọi là sang trọng, mà có một cái sự kết nối với những các hoa văn, mặc dù hoa văn này không phải là của người Edehen, nhưng mà nó có kiểu như là cái nhìn hoa văn này là nó một cái gì đó nó thiên về dân tộc, nên nhìn nó rất là hay và thú vị đó. Không biết là Hen cảm thấy, mọi người cảm thấy như nào, nhưng đối với bản thân Hen thì Hen cảm thấy nó sang lắm, sang lắm. Mới đo, lúc đo tủ lạnh là đo cái tủ lạnh ở nhà trên của Hen á, nhưng mà khi mà bỏ vô đây thì nó không có vừa nên phải mua tủ lạnh mới, nhưng mà bây giờ là thấy chưa cần thiết nên là để chống đó. Ai thích tặng cho mình tủ lạnh thì tặng đi nha, bỏ vô đây cho mình nè. Ok rồi, ok, tiếp theo là cái không gian, thích ha. À, có một cái mà bếp, tại sao Hen lại xài cái bếp điện này, có một cái lý do đó là khi mà Hen đi làm giúp việc ngày xưa, Hen cảm thấy rất thích cái bếp mà chỗ chị Ân, chị ấy là tên là chị Ân đó, cái chỗ chị Ân mà Hen làm á, Hen rất là thích luôn. Mỗi lần mà dọn bếp cho chị, Hen ước mơ lắm, ước mơ sau này mình mua được cái bếp này cho mẹ của mình. Dù lúc đó Hen không dám hỏi giá bao nhiêu, nhưng mà Hen cảm thấy rất thích luôn. Cảm giác là nhìn mình nó sang trọng, nó đẳng cấp mà tuyệt vời lắm. Đó, cái cảm giác lúc đó của mình ấy, có rất là nhiều thứ ở nhà chị ấy mà mình cảm thấy rất là thích, mà mình đã mua được một số thứ, tức là lúc đó mình ước bao nhiêu mình có được rồi á. Đó, mình có một không gian nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây. Nhưng mọi người, có cái khúc này sẽ là để tranh, nhưng mà Hen vẫn chưa biết là nên để tranh gì cho phù hợp. Ở đây vừa cái bếp vừa là phòng khách luôn. Hen đã lắp một cái đèn sẵn để chiếu vào đó. Đèn này là đèn của Philips á, nên mọi người thấy cái màu sắc hay là cái độ sáng nó rất là tuyệt vời. Đó, tất cả các dàn đèn này là Hen dùng đèn của Philips để có một cái sự gọi là cân nhất và đẹp nhất ở trên này. Nhưng mà đối với nhà này cũng không có nóng lắm so với nhà sàn. Nhà sàn thì nó nóng hơn. Nhà này đặc biệt là Hen dùng ngói của SCJ, và ngói này được ốp theo cái kiểu như là nó phù hợp với thời tiết của vùng Tây Nguyên. Của SCJ tức là nó có mùa nắng nóng, nó sẽ làm mát lại căn nhà, và mùa lạnh thì nó sưởi ấm cho căn nhà này. Đó là điều Hen rất là thích ở cái ngói này. Ở trong cái tủ này thì đồ của ekip mọi người ạ. Đây, hiểu không? Tại vì bảo là dọn nhà đấy, mọi người đúng dục đừng để đồ nữa, để Hen quay nhà cho đẹp. Đó, đồ ekip, ba lô, để máy tính, rồi tờ lừa hết, đóng không được nữa. Mất đẹp, không sao. Có cái tấm hình gỡ lại. Đó, cái tấm hình này là cái tấm hình mà nó hầu như là được ghép bởi những cái hình mà Hen đi từ thiện là chính. Có những cái hình sắc màu thì hình beauty của Hen, nhưng mà những cái hình tổng thể này á, là những cái hình mà đi từ thiện của Hen. Công nhận khi mà nhìn lại tấm hình này, Hen có một cái quá trình 2 năm mà nhìn rất là dài luôn. Mọi người có thể xem kỹ những cái bức hình ở đây. Có rất là nhiều dự án khác nhau Hen đã từng đi. Có những tấm hình làm Hen nhớ lại. Bây giờ là tiếp theo, đây là một cái phòng. Ở trong không gian này, cái phòng mang tên là ai thích ngủ ở đây cũng được. Nên cái phòng này là không có gọi là để cái giường hay để cái gì cả. Đó, một cái góc học rất là tuyệt vời. Niềm ao ước ngày xưa của Hen. Và đối diện bên này thì có cái phòng, một cái phòng ngủ nữa. Cái phòng ngủ này thì gia đình nhỏ của Gigi, mẹ Gigi, nói chung là gia đình nhỏ của em gái của Hen là ở đây. Thì có cái hình của con, của bé.
được trang trí ở đây rất là dễ thương. Với lại là ở đây là Hen cũng thiết kế một cái tủ. Nói chung là không biết là với cái suy nghĩ của mọi người thì thấy cái tủ này như thế nào, nhưng mà đối với Hen thì Hen cảm thấy rất là gọn. Hen hay thấy ở đây, Hen rất là thích, đó là Hen hay thấy là Gigi với vào buổi sáng thức dậy á, mẹ Gigi hay chải tóc cho Gigi ở đây, nhìn rất là đẹp. Nhìn từ bên kia qua, đây là một cái phòng của có thể là dì Hen hoặc là em trai Hen, tại vì dì Hen đang khoái ngủ trên nhà sàn nên là không biết ai thích ngủ ở đây thì ngủ, nhưng mà nó chưa rõ ràng cho ai hết. Ôi mọi người ơi, trăng sáng rồi, lại đây xem. Ôi ngồi chiêu dã man luôn ấy. Chỗ học bài kiểu này chắc là vô, mà gọi là vô vô sâu mãi mãi luôn đó. Ôi đó anh ơi, anh có nhớ anh thấy. Ôi Trang ơi, Trang có từ bao giờ mà phải sửa phấn sáng đi tiếp học bài tiếp. Wow, so cool, thật là tuyệt vời đúng không mọi người? Ôi Trang sáng lắm luôn á. Con Hen có ốp gạch ở các tường như vậy bởi vì là ở đây là đất đỏ, nếu mà không có ốp gạch á, con nít nó hay vô vậy nè. Đó, mọi người sẽ thấy gần cái ổ điện khi nào cũng có những vết dơ đỏ hết á. Tại vì giống như là tay của mình đi làm nông á, làm cà phê á, nó không có thể sạch được để có thể giữ được vệ sinh cho nó sạch sẽ. Với lại là nhà Hen rất là vô tư nữa. Tí nữa Hen sẽ bật mí giá trị của cái căn nhà này, cái gì mắc nhất. Rồi, đây là một cái phòng rất là đặc biệt trong cái căn nhà này luôn. Có thể là chỉ duy nhất cái phòng này thôi, duy nhất một phòng này thôi quý vị. Duy nhất cái phòng này thôi quý vị là có toilet. Không có gì quá ghê gớm hết. Đó mọi người, đây là phòng của ai? Hiển nhiên những điều đặc biệt phải dành cho ba mẹ đúng không? Đây là phòng của ba mẹ Hen. Thì phòng ba mẹ Hen cũng được thiết kế gọi là làm sao có thể là tiện nghi nhất. Những cái gọi là đầu tư cho tương lai á, thì cái toilet này cũng vậy. Mặc dù ba mẹ Hen bây giờ đang rất là khỏe rồi, nhưng mà khoảng tầm về già sẽ có những khó khăn trong cái vấn đề di chuyển khi mà đi toilet, nên là Hen đã thiết kế một cái toilet dành riêng cho người lớn. Hen có kiểu như là hỗ trợ cho ba mẹ của mình thiết kế, đó là một cái thanh cầm. Đó, một cái thanh cầm dành cho người lớn tuổi. Kiểu như là thường người lớn hay dễ dàng chóng mặt hay gì đó, có một cái tay dịch ở đây. Hen ơi! Đó, ví dụ mẹ Hen đau đầu quá. Hen ơi! Đó, mình sẽ chạy ra để giúp mẹ. Với cái phòng của toilet của ba mẹ, hiển nhiên là mình phải nghiên cứu thêm một tí nữa, đó là gạch lót ở dưới. Mọi người sẽ thấy những cái loang lỗ. Thật sự họ làm những cái loang hơi lỗ, hơi chảy xước xước ấy. Cái gạch này nó không hề trơn luôn. Và cái không gian này là một cái không gian chill của nhà Hen nữa. Đó, ví dụ như là có những cái lúc mà ba Hen có những người bạn có thể bầu bè tâm sự, thì mình sẽ có một cái tivi ở đây, một cái ghế ngồi hay là trải chiếu ở đây ngồi cũng được. Xong rồi một cái tivi để xem thời sự, để cập nhật tin tức. Hiện tại thì chưa có tivi. Ai thích tặng mình cái tivi thì tặng mình tivi nha. Ok. Hãy xin nhận. Đó, một cái tivi mình sẽ để ở đây. Đó, đây là toàn bộ cái không gian ngay từ nhìn từ góc ở ngoài như vậy. Rồi, ok. Đấy. Đó, kiểu mà mọi người hay thấy Hen quay video đây chính là góc này. Đó, cái góc mà Hen hay quay video đây chính là góc này. Hen có ba Hen á, ba cô Hen á, đó, bước ra từ căn phòng này đó. Của Hen thì, ôi chắc video này dài lắm nhở, Hen nói rất là nhiều luôn. Nhưng mà Hen không thấy mệt, tại vì cảm thấy hạnh phúc quá mà. Đây, ở trong không gian này thì Hen sẽ chia sẻ những cái chính ha. Góc này là Hen, cái không gian này Hen mục đích một cái là để ốp tường gạch này làm sao cho nó kiểu như là cảm thấy gần gũi nhất mà sang nhất. Xong có cái gạch ở dưới thì cho nó kiểu như là chọn những cái gạch mà nó hòa quyện với thiên nhiên hơn ấy. Này á,
là một cái cây của ông ngoại của Hen, cái ông mà Hen chia sẻ nhiều kỷ niệm nhất á. Thì hồi đó là nó rất là từ nhỏ tới lớn là đều theo dõi cái quá trình của cái cây này hết. Mình quyết định là để nguyên cái cây này và khoét một cái lỗ ở đây. Hen rất là thích luôn. Yêu mày lắm luôn ấy, bưởi thôi. Nhưng mà cái bưởi ở đây chưa bao giờ ăn được trái nào hết á. Tại vì là nó trái xong nó rụng trái rồi nó rụng nó ra trái rồi rụng. Một nguyên một chùm 2, 4, 6, 8 8 trái nhưng mà rụng miết luôn. Đó, tại sao lý do có cây bưởi khoét ở đây. Cốc này của nhà Hen thì để máy giặt. Hen xài Ariel nha mọi người, hết rồi. Có mấy cái chai ở ngoài kia chưa có mang lên đây. Mọi người xài xà bông gì vậy? Mình xài Ariel. Bây giờ sắp mưa rồi, xài cái phôi trong nhà. Xong nguyên cái không gian này thì cũng rất là rộng. Mình có thể, nếu mà có thể là mình có thể chạy chiếu ngồi ở đây chơi. Ở đây có một chỗ để tập gym. Ây da, lưu lên không được. Tiếp theo sẽ quay sang một góc bên này. Cái này là dành cho bé Ghi. Bé Ghi rất là siêng rửa tay luôn. Rất là siêng rửa tay luôn. Đây là lavabo. Đó, có hai toilet ở đây. Mọi người đặt câu hỏi cho Hen đó là tại sao Hen lại làm cái phòng toilet lại lớn như vậy, giống như một cái phòng ngủ vậy á. Nhưng mà tại vì đại khái là khi mình to đo nó phù hợp với lại cái không gian á, với lại nó ra được cái hình khối của nhà á, nên là mình làm cái phòng toilet hơi lớn, mình sẽ che làm hai để đỡ ướt trong cái không gian như vậy. Mọi người thấy trong cái không gian này Hen để đèn rất là nhiều. Nhưng mà đây là đèn của Philips và rất là tiết kiệm điện, nhưng mà mình tiết kiệm luôn. Mình tắt cho nó ấy. Thôi lộn, tắt cái đèn này đi. Đó, bye bye, để cái đèn một chùm sáng tươi sáng nha. Bây giờ mình sẽ ra ngoài này. Hello. Hi, đây nhà Hen này. Welcome to my house. Đây là một cái không gian khác của nhà Hen nữa. Với cái không gian ở ngoài này thì là Hen có sửa một chút, đó là gắn thêm cái tấm lam. Tấm lam tại vì nắng buổi chiều ở đây nó khá là gắt, khi mà có tấm lam này nó chiếu, nó che nắng thì nó làm cái nhà của Hen nó mát hơn. Với lại là tấm lam này nhìn, với lại khi mà buổi chiều bật như vậy á, nhìn nhà rất là đẹp. Và buổi chiều nó rất là nóng, khi mà có tấm lam này thì nó có một cái độ che một tí, nó rất là tốt. Nói chung là nó mát hơn cho căn nhà của mình. Với lại là khi mà kết hợp vô á, Hen thấy cảm thấy nó rất là hợp luôn. Đó, mọi người thấy không? Nhà sáng trưng, sáng cả buôn làng luôn á. Đấy, đây có một cái cây mận, bên này có cây xoài. Không biết mận với xoài có... Bên nhà sàn cây xoài trị vì. Bên nhà kia có cây mận trị vì. Và cảm ơn các bạn đã đặt những cái gọi là mong muốn hay làm cái video. Đó là video gọi là khám phá nhà. Quên một cái nữa, đó là tổng giá trị của hai cái căn nhà đó như vậy. Ví dụ như nhà này là khoảng tầm gần 300 triệu, có sự hỗ trợ của bác Khám Phết Lào. Con cảm ơn bác Khám Phết Lào. Còn cái nhà này thì hiển nhiên nó mắc hơn rất là nhiều luôn. Hơn 2 tỷ, gần 2 tỷ rưỡi. Nói chung là Hen chưa có nhớ rõ, nhưng mà cái này là không có tính đồ công nghệ nha. Chỉ tính là gọi là nội thất mà mình làm ở trong nội thất, với lại là sửa nguyên cái tổng cái căn nhà này thôi. Cái lý do mắc đó là Hen xài cái chất liệu gạch rất là tốt luôn. Nhưng mọi người thấy là cái gạch nhà Hen rất là bóng, rất là bắt đèn luôn. Có sự hỗ trợ của SCJ. Kakunaka SCJ. Có SCJ này, có Tô Prim. Với lại Philip đó đã hỗ trợ Hen để Hen có thể hoàn thiện được cái nhà này. Có một cái điều mà Hen cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà SCJ chia sẻ với Hen rằng là họ bảo là họ không muốn Hen phải trả tài trợ bằng cái cách nào hết. Tại vì là họ rất là ấn tượng với những cái việc mà Hen đã làm. Họ bảo rằng là biết là Hen đã không gọi là trong cái 2 năm vừa qua Hen đã không có thời gian để lo cho gia đình của mình, thì họ muốn thay Hen để có thể gọi là hoàn thiện cái căn nhà, tức là gọi là hỗ trợ lại ở phía sau cho Hen để Hen tiếp tục cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội. Đó là một điều mà Hen cảm thấy rất là cảm kích vì những cái điều chia sẻ của SCJ. Một lần nữa, Kakunaka SCJ. SCJ là một thương hiệu mà đến từ Thái Lan. Đúng là Hen là một người rất là có duyên với đất nước Thái Lan luôn. Khi mà Hen đi thi Miss Universe ở tại Thái Lan thì Hen được vào top 5. Ôi, may mắn quá, hạnh phúc quá.
lại hợp với cái cách sống và lại thời tiết ở đó, nên Hen cảm thấy rất là hạnh phúc. Rồi là Hen lại được hỗ trợ từ đằng sau rất là mạnh mẽ của ICJ như thế nữa, Hen cảm thấy hạnh phúc rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn những nhà tài trợ, những người đồng hành với Hen trong cái gọi là hoàn thiện cái căn nhà của mình. Nếu mà không có những cái comment gọi là chia sẻ làm cái khám phá nhà thì Hen không có cơ hội để gửi lời cảm ơn. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Hen. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái video này và có thể comment bên dưới, có thể Hen làm thêm cái video khác nữa. Nói chung là Hen rất là cảm kích bởi vì tình yêu của mọi người. Hen thấy là lượt xem rất là tốt. Ôi, cảm ơn mọi người rất là nhiều.